Xin chào các bác nhá, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì cảm ơn các bác dành chút thời gian để theo dõi video của em nhá. Thì đây các bác, đây là có một số cái quận dây điện của Nhật. Tất cả dây điện này nó cũng sản xuất cũng rất là sớm, gần đây thôi. Đó thì ở quận dưới 2017 này, còn mấy quận này là có quận 2019 nữa cơ. Đó. Thì dây của Nhật thì thông số của nó là cứ 100 mét là một quận này các bác nhé. Dây thông số này có 3 × 1.6 thì tương đương với là cái nõi này của nó là 1.6 các bác nhé, 1.6, và nó sẽ là dây ba sợi đó, còn có 3 sợi chẳng hạn như thế này. Đây là dây 2 sợi này, đó, 2 sợi nó là như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đó, đây là dây 2 sợi này. Đó. Còn 3 sợi nó sẽ có thêm một sợi nữa thì cuộn nó sẽ nặng hơn. Thì tất cả đây nó đồng nguyên chất các bác. Đó, đây có thấy cắt đâu. Đây ngày hôm nay em lắp mấy con máy lạnh ấy. Đó thì đây là cái em cắt ra cái dây của nó đây. Tất cả đồng hết nhá, không có mạ miếc gì nhá. Cái dây của nhà sản xuất thì không thể tránh được những cái hàng giả đâu. Đó thì đa số nó là hàng chất lượng. Một cuộn 100 mét. Cái dây này nó dây cứng các bác nhá. Lưu ý cho em nhé, nó là dây một sợi một nõi đó, thì nó sẽ cứng. Dây này cố định một chỗ thì ok luôn, mà suy nghĩ nhá. Đấy. Nó sẽ bọc một lớp nhựa ngoài và một lớp nhựa bên trong dây. Thì bác nào thấy nhu cầu cái nào phù hợp thì sử dụng cái đó nhá. Thì đây là quận này của nó có số ký của nó luôn trên này nhá. Nó 11 ký này. Đấy. Còn cái quận này 17 ký này. Đó thì em mua thì nó giá người ta tính ký thì em cũng tính như theo quận này nhá. Người ta tính quận thì người ta không có tính cân đó. Này quận dưới là 3 × 1.6 này đó, thì dây 1.6 này các bác nào hay dùng nắp điều hòa ấy, chuyên nắp điều hòa ấy, đó thì cái hay điều hòa inverter ấy, đó cái dòng đó là biến tần thì nó sẽ xài 3 dây, thì bác chỉ cần đưa cái dây vô này vô thôi, còn là không phải rườm rà là phải quấn coi như là những cái dây một thường thường các bác đi đấu hay đấu bằng dây một đó. Đấu dây 1 là hay phải đo, nói chung là nó sẽ rắc rối hơn. Còn cái dây này các bác chỉ đo bao nhiêu mét bác cắt cực cái là xong. Nó sẽ 3 dây 3 màu khác nhau. Đó, chẳng hạn như cái nõi nó 3 màu đây này. 1.6 là bác chạy cho con điều hòa gọi như là cái dòng mà 1.5 ấy, đó. Thì khoảng là 10 12.000 nó chạy vô tư nhá. Riêng dây đồng này của nó thì bác bao chạy luôn, tại vì tất cả những cái máy điều hòa bên Nhật là đa số dùng những cái dây này không nhá. Tại vì em thấy những con điều hòa về cắt là còn. Đó, công suất lớn thì xài dây lớn. Cái 2.0 thì xài 2 ngựa là vô tư rồi. Bao xài luôn nhé, dây 2.0. Hoặc là hơn 2 ngựa, chút vẫn chạy thoải mái, không phải suy nghĩ nhé. Đó. Đó, dây tất cả những quận nguyên bản nhé, cứ 100m, 100m một này, số ký của nó có trên đây. Nó đặt tiêu chuẩn của Z các bác nhé. Z là bác biết rồi, tiêu chuẩn an toàn là của Nhật Bản. Đó, trước khi mà xuất ra thị trường, nó đã được kiểm nghiệm đầy đủ của nó thì mới được có chữ Z này. Đó, chứ không phải là cái nào mà cũng được như vậy đâu bác nhé, nó phải đạt được tiêu chuẩn đó thì mới được bán ra thị trường. 3 × 1.6 13 này, con này là 13 ký, con 2.2 × 2.0 là 2 nõi bác nhé, xong này dòng 2 nõi. Đấy. Còn 3 nõi là nó sẽ có ghi số 3 đó, 3 đứng đầu nhân 2.0 là gọi như 2.0 mini đó. Dây của Nhật thì bác biết rồi, không bao giờ sai số được. 2.0 là 2.0. Đó. Còn đây dây 2 nõi 2.0. Đó thì cuộn này 2 nõi 2.0 này em đã cắt ta rồi. Hôm nay em lắp con điều hòa đó. Chạy nó. Đó. Rồi, bác nào có nhu cầu mua mấy cái cuộn dây này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhá. Đó, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.